Bạn đã đến với kênh của mình. Hôm nay thì ẩm thực miền quê xin chia sẻ với các bạn một món canh, đó là canh rong biển đậu hũ lon, thanh mát không bị tanh. Đây là thành phẩm mình vừa mới làm xong ạ. Và mình mời các bạn thưởng thức món canh này với mình nhé. Các nguyên liệu để làm món canh này thì mình mời các bạn cùng vào bếp ạ. Các bạn ạ, mình làm canh rong biển đậu hũ lon các bạn nhé. Các bạn chuẩn bị cho mình rong biển ạ. Mình sẽ lấy rong biển ra để mình ngâm rong biển trước các bạn nhé. Mình dùng khoảng 10 gram rong biển nhé. Các bạn sẽ cho vào cái bát cho mình để mình ngâm ạ. Các bạn cho một ít muối vào. Mình ngâm rong biển với nước muối này ấy, để cho rong biển của chúng ta nó lở ra và nó khử được mùi tanh của rong biển nhé. Hành các bạn sẽ thái ra cho mình. Đậu hũ các bạn cũng cắt ra thành miếng cho mình nhé. Rong biển các bạn ngâm cho mình 20 phút, sau đó thì mình sẽ rửa sạch đi nhé. Các bạn cho mình cái nồi lên bếp, mình cho vào đây một ít dầu ăn. Hành các bạn cho vào để mình phi lên nhé. Các bạn có thể cho vào đây một ít thịt băm nhé. Mình ăn nhiều thịt băm thì mình sẽ cho nhiều, còn không có thì mình cho lượng vừa phải nhé. Cho vào đây ít muối này. Hẳn lên. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho nước vào cho mình nhé. Mình nấu khoảng được một bát canh. Rong biển mình đã rửa sạch rồi, các bạn có thể cắt ra hoặc là mình thái ra cũng có, thì nó nhỏ như của mình thì mình không cần phải cắt cũng được nhé. Sẽ đun sôi lên. Rong biển mình nấu canh này khi đã sôi rồi, các bạn sẽ cho phần đậu hũ vào cho mình nhé. Mình đun cho nó sôi lên ạ. Các bạn nêm nếm cho mình xem gia vị đã vừa chưa nhé. Mình cho một ít nước mắm vào. Bạn nào ăn bột ngọt có thể cho bột ngọt nhé. Một ít hạt tiêu. Nồi canh của mình rất là vừa rồi, bây giờ mình sẽ tắt bếp, mình cho ra bát là có thể thưởng thức được ạ.
Các bạn chuẩn bị cái bát và mình sẽ múc phần canh ra nhé. Món canh này ăn rất là ngọt mát nhé, dễ ăn mà không còn bị tanh của mùi rau biển nữa các bạn ạ. Vì khi chúng ta rửa bằng muối như vậy nó sẽ làm cho cái mùi tanh của rau biển sẽ không còn nữa nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ, để xem những video mới nhất của mình ẩm thực miền quê. Chúc các bạn ngon miệng ạ. Xin chào các bạn ạ. Các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn lưu thông máu lên não tốt hơn nhé, và giảm đau, giảm chóng mặt với một huyệt rất là đơn giản, đó là một huyệt ở ngay chân của chúng ta nhé. Các bạn biết rằng khi chúng ta bị tình trạng như là máu lưu thông lên não không tốt sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu nhé. Máu lên làm cho bị chóng mặt, hoa mắt hay là nhức đầu, hoặc là trí nhớ của chúng ta bị thuyên giảm, đãng trí. Chỉ cần với một huyệt ở dưới ngón chân thì các bạn kiên trì làm cho mình đều đặn sẽ giúp cho bạn có thể cải thiện được tình trạng máu lưu thông lên não tốt hơn nhé. Các bạn biết rằng đây ạ, trong bàn chân của chúng ta thì mình sẽ thấy cái huyệt đạo đó là ở vị trí ngón chân cái thứ hai nhé. Và đây ạ, vị trí này về sau cái về mé ngón chân thứ ba giữa, và đây là cái huyệt đạo đó. Đây được gọi là huyệt lệ đoài các bạn nhé, lệ đoài. Các bạn sẽ dùng cái bút này, các bạn di cho mình từ 3 đến 5 phút, di cho nó đau một chút các bạn nhé. Dùng bút này thì nó sẽ không có cái cảm giác là chúng ta bị vật sắt đâm vào, nó sẽ an toàn hơn. Và chúng ta cứ di như thế này từ 3 đến 5 phút, đau một chút thì chúng ta sẽ thấy được máu sẽ lưu thông cho chúng ta rất là tốt hơn nhé. Các bạn cứ ghi cho mình từ 3 đến 5 phút nhé.